Vâng, với video tiếp theo thì bên em lại thông báo với các bác, bên em lại mới cập bến được một lô sản phẩm, toàn sản phẩm của dòng BMW nhé. Có model là CS 450V MK Mark 2. Với những sản phẩm này, nó là một trong những sản phẩm cuối cùng của hãng BMW được sản xuất tại Nhật. Với sản phẩm này thì nó được sở hữu một bát 25 và hai tép. Thiết kế ngoại hình của nó thì rất chi là đẹp và độ bền của nó thì rất chi là cao như các bác nhé. Với mặt trước của nó là toàn bộ là e-căng sắt nhé, và có hai lỗ thông hơi này. Riêng dòng này thì các bác yên tâm về chuột, chuột thì chỉ đứng bên ngoài khóc thôi, không bao giờ sợ chuột nó chui vào cắn màng, cắn dây, làm tổ bên trong. Với những sản phẩm BMW 450V MK2 này thì bên em về trong cái lô này thì nó đẹp xuất sắc luôn nhé. Màng, loa, nói chung là một toàn xanh mướt mượt mượt, quá đẹp nhé. Tem logo quá đẹp, trong những sản phẩm mà BMW bên em lựa chọn chỉ có được hơn chục cặp thôi. Dòng này các bác phối ghép với những chiếc âm ly 203 đánh cũng rất xin ok, 506 của hãng Jaguar, bánh thì tuyệt vời rồi. Và những bác nào dùng những chiếc cục đẩy thì dòng này nó cũng chịu đòn rất tốt. Các bác có thể dùng những đẩy 16, 20 sò, 24 sò đánh những dòng loa này, họ chịu đòn rất xin ok nhé. Dòng này thì các bác vừa nghe nhạc vừa hát karaoke thì quá tuyệt vời rồi, rất là đẹp nhé. Chất âm thì của nó thì khỏi phải bàn về những sản phẩm BMW 450V MK Mark 2 này. Đây là có những chiếc em sẽ quay về cái thông số của nó đây ạ. BMW CS 450V MK 2 trở kháng 8 ohm, công suất max của nó đạt lên đến 450W nhé. Với những sản phẩm bên em lựa chọn và đánh đôi đánh số hết để cho các bác nhé. Này, quá chất nhé. Bác nào mà sở hữu những sản phẩm này thì bày sang trọng và độ bền của nó thì vượt thời gian được. Chất âm quá ngọt ngào nhé, nghe hát không phải suy nghĩ. Và báo giá các bác về những sản phẩm này thì bên em đang cung cấp giá là 6.800.000. Các bác có nhu cầu về những sản phẩm BMW 450V MK Mark 2 này thì các bác cứ alo cho em qua hai số điện thoại 0963 1138 hoặc 0962 355 309. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và những sản phẩm BK thì bên em cũng có rất chi là nhiều nhé. BK đây là 880 trơn này và 880 25 mã, bên em đầy đủ các mã cho các bác nhé. Và đây là những cặp 350V này, bên em cũng có rất chi nhiều nhé. 350V thì 450V thì nó cũng rất giống nhau nhé. Như nó là được sở hữu một bát 20 và hai tép. Thiết kế ngoại hình nó là phiên bản thu nhỏ thôi. Cái chất âm của nó rất chi hay và giá cũng rất chi là êm nhé. 3.500.000. Các bác có nhu cầu các bác alo cho em nhé. Trong buổi sáng sớm thì anh em cũng đang tất bật đóng những cặp loa BK, những chiếc đẩy LA. Đây là BK 880 25 mã này. Và những cặp loa Audio Center PF8+ này, anh em cũng liên tục chuẩn bị đóng những cái đơn hàng cho các bác. Và cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Các bác có nhu cầu các bác cứ alo cho em nhé. Giờ đây em cũng xin phép tạm dừng video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.